Minh Phương cùng Diễm Loan xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi xuyên suốt chương trình ngày hôm nay để theo dõi quý vị nha. Ngoài ra thì trong bản tin ngày hôm nay còn có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắt khẩn cấp đối tượng giết người do mâu thuẫn trên phà. Vừa sạc điện thoại vừa sử dụng, bé trai 12 tuổi có nguy cơ mất 5 ngón tay. Thưa quý vị, khác với dự đoán của nhiều người do tình trạng dịch viêm phổi cấp COVID-19 đang lan nhanh trên toàn cầu sẽ khiến giá vàng tiếp tục bay cao. Thế nhưng chỉ sau một đêm thì giá vàng thế giới biến động quá mạnh, kéo theo toàn thị trường vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm tới hơn 1,2 triệu đồng một lượng. Cụ thể là mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 29 tháng 2, giá vàng trong nước lao dốc thẳng đứng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC kéo giá bán ra xuống mức 45,85 triệu đồng một lượng. Như vậy là đã giảm đi 700.000 đồng một lượng so với chiều ngày hôm qua. Và giá mua vào thì chỉ còn ở mức là 45,02 triệu đồng một lượng, giảm đi 850.000 đồng mỗi lượng. Tại Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá mua vào ở mức 44,6 triệu đồng một lượng, giảm tới 1,25 triệu đồng một lượng so với giá đóng cửa chiều ngày hôm qua. Giá bán ra giao dịch ở mức 45,8 triệu đồng một lượng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng miếng được doanh nghiệp này công bố ở mức từ 44,7 đến 45,7 triệu đồng một lượng khi mua vào và bán ra. Sự thay đổi chóng mặt của giá vàng thực sự là điều bất ổn. Chắc hẳn là quý vị còn nhớ, vài ngày trước đây thôi, giá vàng đã gây sốt khi chạm mốc 49 triệu đồng mỗi lượng. Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trong giai đoạn đặc biệt này. Bây giờ là thông tin quan trọng mà chúng tôi vừa nhận được từ Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako. Cụ thể, nhiều phường trên địa bàn 6 quận tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ảnh hưởng mất nước do ngưng vận hành nhà máy nước Thủ Đức 3 để lắp đặt hồ nước sạch tại nhà máy. Và thời gian ngưng thì bắt đầu từ 21 giờ ngày 29 tháng 2 cho đến 5 giờ ngày 1 tháng 3. Theo đó thì các quận có thể bị ảnh hưởng gồm phường 12, 13, 14, quận 3, phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, quận 12, quận Bình Thạnh gồm có các phường 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28. Quận Phú Nhuận có các phường 10, 11, 12, 13, 14 bị ảnh hưởng, phường 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17 của quận Gò Vấp và quận Thủ Đức gồm có phường Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Tam Bình và Tam Phú. Và để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, Sawako khuyến cáo người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nên dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian tạm ngưng cấp nước. Việc kinh doanh phế liệu trong khu đô thị, khu dân cư tập trung đã bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương hạn chế. Tuy nhiên, trên thực tế thì các điểm thu mua phế liệu vẫn mọc lên nhan nhản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường. Vâng, và nguy cơ đó đã bùng phát. Đơn cử là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vừa qua, địa phương này liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại các điểm thu mua phế liệu. Và mới đây nhất là vào rạng sáng ngày hôm nay, một vựa phế liệu rộng 2.000 m2 nằm trong khu dân cư đã bốc cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 29 tháng 2 tại đường Bình Chuẩn 67, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm này, người dân đã hoảng hốt khi thấy sức nóng bốc ra tại vựa phế liệu rộng khoảng 2.000 m2. Mọi người nhanh chóng tỉnh giấc và ra ngoài kiểm tra thì lúc này ngọn lửa bắt đầu bao trùm nhà kho và toàn bộ vựa phế liệu. Người dân đã thông báo cho đội phòng cháy chữa cháy thành phố Thuận An. Nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy Thuận An đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do vựa phế liệu chứa toàn bộ vỏ dây điện cao su dễ cháy khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chia thành nhiều hướng để xịt vào bên trong nhằm không cho cháy lan sang các nhà dân và nhà xưởng phía sát bên. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Hàng chục hộ dân và các phòng trọ gần đó cũng bị một phen hoảng loạn. Theo người dân, thời điểm xảy ra cháy, nhà kho nằm trong bãi phế liệu không có người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp theo là một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại Cà Mau. Hai thanh niên xảy ra mâu thuẫn khi cùng đi trên một chuyến phà dẫn đến ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn. Sau khi lên bờ thì cả hai bên lại tiếp tục đánh nhau khiến một người thiệt mạng. Cụ thể, khi đang đi trên phà từ Gành Hào sang bờ xã Tân Thuận thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Đình Văn sinh năm 1995, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, đã nảy sinh mâu thuẫn với anh Bùi Văn Tý, sinh năm 1990, người địa phương, và cả hai đã đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Văn đã điều khiển xe chở một thanh niên khác rời đi.
Tý tiếp tục lên xe đuổi theo. Khi đến khu vực ấp Thuận Hòa A thì đuổi kịp. Trong lúc đánh nhau, Văn đã dùng con dao bấm đâm vào người Tý. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Bùi Văn Tý đã tử vong. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ Nguyễn Đình Văn để tiếp tục điều tra. Vào khoảng 2 giờ ngày 29 tháng 2, 11 đối tượng dùng xe máy vận chuyển gỗ lậu từ rừng ra thì bị lực lượng bảo vệ rừng chặn bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 11 xe máy độ chế cùng 11 hộp gỗ đang chở trên các xe này. Số lượng gỗ mà nhóm lâm tặc này khai thác trộm và đang vận chuyển ít nhất là 12 mét khối gỗ dổi thuộc nhóm 3 tại tiểu khu 277 xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô. Hiện lực lượng bảo vệ rừng của công ty đã đưa tang vật cùng các đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng. Một vụ việc đáng sợ vừa xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Một bé trai 12 tuổi vừa cắm sạc điện thoại vừa chơi trò chơi điện tử thì điện thoại phát nổ khiến cho bàn tay bị dập nát. Chúng tôi cũng đã nhiều lần cảnh báo đến quý vị tình trạng vừa sạc điện thoại vừa sử dụng là hết sức nguy hiểm. Thế nhưng vì chủ quan nên nạn nhân của vấn nạn này cứ ngày một tăng. Mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau để rút ra bài học. Khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Trần Minh Chí, 12 tuổi, trú tại xã Ia Hờ Đinh, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, trong tình trạng chấn thương dập nát bàn tay trái, mất hai ngón tay 4 năm, mất rất nhiều da cơ vì điện thoại phát nổ trong lúc vừa sạc pin vừa chơi trò chơi. Lúc 1 giờ là cháu cầm điện thoại sắp hết pin, cắm vào sạc vừa chơi, trò chơi với Facebook, chơi khoảng 50 phút thì đã là nó nổ. Cháu Trần Minh Chí vào viện với cái tình trạng là bị chấn thương dập nát bàn tay, mất hai ngón 4 năm do là điện thoại sạc bị nổ, một cái tổn thương rất là nặng nề. Hiện tại là cái ngón 1, 2, 3 là đánh giá tiên lượng là cũng có nguy cơ để hoại tử. Tình huống bệnh nhân này là cũng lần đầu tiên từ tôi tiếp nhận một bệnh nhân như vậy. Nói chung đây là một tình huống cũng rất hy hữu nhưng mà cũng một dấu hiệu cảnh báo cho người dân là về tình trạng là vừa sử dụng điện thoại mà vừa cắm sạc. Cũng theo bác sĩ Huỳnh, đến thời điểm hiện tại bệnh nhân không có dấu hiệu sốt, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng, vết thương ít rỉ dịch và các ngón 1, 2, 3 còn hồng, nhưng khả năng hoại tử các ngón tay này cũng rất cao. Quá trình điều trị, bệnh nhân Chí còn phải tiến hành phẫu thuật thêm nhiều lần và việc lấy lại chức năng vận động của bàn tay trái cho bệnh nhân là rất khó khăn, cần có sự phối hợp của cả bệnh nhân và người nhà.